Xin chào mọi người ơi, thì ngày hôm nay á mình sẽ làm món thịt kho trứng rồi mình cuốn với bánh tráng và rau sống nha. Đây mình có rau đây nè mày, một ít ngò và xíu nữa mình lấy trong tủ lạnh thêm một số rau rau thơm nữa. Rồi cái phần thịt này thì mình chọn cái phần thịt mà có vừa có mỡ và vừa có nạc á, mình cắt khúc ra rồi mình sẽ đi ướp. Còn bên này trứng mình đang luộc. Mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm, một ít đường, một ít dầu hào, một ít nước mắm, hành tím băm nhỏ, trộn đều lên. Rồi mình sẽ ướp trong vòng 30 phút. Mình sẽ cho đường ra đây để mình thắng, mình lấy nước màu nha mọi người. Vẽ trái tim rồi. Trái tim. Vẽ mặt cười coi. Vẽ mặt buồn coi. Rồi nó chuyển sang màu nâu đậm rồi, mình sẽ cho nước vào. Đến bước này thì mình sẽ cho thịt vào. Trời, mình nấu nguyên nồi này không biết ăn khi nào cho hết hai vợ chồng mình luôn á mọi người. Tại mình thèm quá đi. Mình quất nguyên một cái cục thịt to bự chả vá về mình nấu luôn. Đó. Đầy cái chảo luôn mọi người. Chắc có lẽ là mình sẽ đổi qua cái nồi để cho nó khỏi tràn ra. Ban đầu thì mình sẽ cho lửa thật to, đến khi nó sôi lên thì mình sẽ hạ lửa nhỏ lại. Nó sôi rồi thì mình sẽ vớt cái bọt dơ bẩn ra nha mọi người. Đây cái bọt dơ này, vớt nó ra hết thì cái món ăn của mình mới được ngon và nhìn hấp dẫn. Dục đi. Mình sẽ cho trứng vô. Tiếp tục thì mình sẽ kho, khi nào cho trứng nó có cái màu giống như cái màu thịt đó, là mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Đây mọi người ơi, mình dọn ra mâm đây rồi này. Đấy, đây là cái phần nước chấm chua ngọt tỏi ớt. Thì mình chấm với món này. Cái này là dưa chua, mình có làm để sẵn trong tủ lạnh. Rau thơm các loại này, rau thơm và rau sống. Đây món chính của chúng ta, khá là hấp dẫn luôn ha mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay vợ anh đâu? Thịt kho. Thịt kho. Gối men tráng. Gối men tráng. Xin mời mọi người. Gối men tráng. Cuốn bánh tráng. Cuốn bánh tráng. Dạ. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Xin mời. Oh wow. Cái món này là món của người miền Nam á mọi người. Chứ từ bé đến giờ á mình, người ở ngoài ngoài quê mình nó không bao giờ người ta ăn thịt kho như vậy mà cuốn bánh tráng hết đâu. Ở trong miền Nam á thì món gì người ta cũng cuốn bánh tráng được. Sau rồi mình đi học trong Nam, rồi mình qua bên đây sống, mình tiếp xúc với nhiều người là người miền Nam, cho nên là cái món này nó
nó làm cho mình là muốn cảm thấy muốn ăn và cảm thấy cũng khá là ngon á mọi người. Rồi mời mọi người chấm với nước mắm chua ngọt, ngon nhất nách luôn. Cho trứng vô cuốn á, nó béo, nó y chang như là đang ăn bánh tráng trộn á mọi người. Ngon lắm luôn. Never had eggs in a spring roll like that. First time. These are like super big chunks of pork. Kind of just want to like, ngon quá trời luôn mọi người. Không còn từ gì để diễn tả món ăn Việt Nam rất là ngon. Đúng là cuốn bánh tráng á, mình làm gì mình cuốn á, cũng thấy rất là ngon luôn mọi người. It's different. Do good. I like the egg with the spring roll. Different. Yeah, it's strange, huh? So cold now. I feel so cold. Told you. Trời rất là lạnh mà nè. Và nhà mình đã mở heat lên rồi. Chồng mình á, ngày trước á, cái giờ này, ngày hôm qua cũng nó còn bật quạt nữa mà. Trời rất là lạnh luôn mà cũng bật quạt. Ông cứ cãi mình là trời này nóng. Nhưng mà nhiệt độ ngày hôm, tối ngày hôm nay á, nó y chang như tối hôm qua, không khác gì hết trơn luôn á. Trời lại nói là lạnh. Mặc dù là bật hết rồi, biết sao lạnh không? Chủ quan, mặc áo phong phanh. Còn mình là phải mặc áo dài tay vậy nè, nếu mà mình cảm thấy lạnh á. Không có cái tính á, hay cãi. Mình thì mình chỉ muốn là tốt, cái gì tốt nhất cho chồng thôi đúng không? Ví dụ như trời lạnh đi làm này kia, người ta thì mặc áo ấm, áo khoác, áo lông đồ, còn ổng á. Mọi người biết ổng mặc áo gì không? Trời ơi, tháng 11 rồi mà ở bên Mỹ, mà tiểu bang của mình nữa. Ông chơi cái áo ngắn tay đến đây, ông đi làm cả ngày vậy đó mà cứ cãi là ăn không lạnh, đến khi về hắt xì. Rồi bệnh lên bệnh xuống.
rồi mình lo với ai lo, mà cứ cãi cái tính rất là mắc cười luôn. Mình nói hoài không nghe, không nghe, bây giờ lớn rồi đúng không, 33 tuổi rồi, mình đâu phải là ha, mình đâu phải là suốt ngày là cứ nói hoài, nói miết rồi không nghe là thôi, là mình không muốn nói nữa ha. Not bad. Not bad. Chunks of pork. Món này ngon là cái phần nước chấm mọi người. May I have another wrap? Hấp nếp nóng rồi nè. Rồi đun luôn. Well, I mean, you didn't get it all wet, so I had to use a little bit of milk mom to finish the job, you know. Thì ông bỏ nước mắm lên chay bánh tráng rồi nè. Yep. Wow, chắc là mình sẽ làm cái này là cái cuối cùng. Nãy giờ mình không biết mình ăn bao nhiêu cái nữa rồi. Excuse me. That was a hiccup. It wasn't a sneeze. Excuse me though. I apologize. Okay. Lettuce. Some parsley in here, huh? No, that's cilantro. Oh no. My last one, I think. Last one. What's because the what, your last one, you're done? Yeah. Why? Full? Mm-hmm. Easy to get full, you know me. Mm-hmm. She's gotta eat 10 times. Not one big meal. She's gotta eat 10 small ones, huh? It's better for you to eat like that. Mình là ăn dễ no mẹ. Và lúc như vậy mình không thể nào mà ăn hết được tuần này, mà phải 30 phút sau mình lại ăn lại. Mình là con người vậy á, không biết mọi người như thế nào. Không thể hết nhanh cùng một lúc được, mà phải ăn một ít, sau lại no, no xong rất là nhanh đói, sau lại ăn tiếp, ăn như vậy cả ngày vậy đó. Nên là cái miệng lúc nào cũng luôn miệng, nhưng mà không bao giờ mà ăn hết được nhiều. Theo khoa học chứng minh đó, thì những người mà ăn như mình đó, ăn nhiều cử trong một ngày, mỗi lần ăn một ít ít vậy đó, thì nó tốt cho sức khỏe hơn, và nó vừa tốt cho hệ tiêu hóa này, vừa tốt cho
về cái gọi là cái body của mình đó mọi người. Mình có thể giữ được dáng theo cái cách ăn đó. Tuy nhiên những người mà số cân vượt quá quy định đó thì mọi người nên ăn theo cái chế độ riêng của người ăn kiêng của mình, nó sẽ good hơn. The pork's good. Yeah, I think I'm about done too, babe. Getting full. Last one. Yeah. À, chồng mình bên này cũng giống mình rồi đó. Này là cái cuối cùng của anh. Và anh nói là no rồi. Cái này là chắc là cái cuối cùng á. Thì tụi mình ăn ăn nhanh no mọi người. Different. Too bad. It's good, huh? Mình rất là no rồi, không thể nào ăn thêm được nữa mọi người. Chắc là mình sẽ dừng cái video ngày hôm nay nha mọi người. Ngày hôm nay chia sẻ ăn sương sương vậy thôi của hai vợ chồng mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye bye. Lâu ăn không bay được mọi người.